Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nam Anh Studio, mình là Quang Lùn. Đợt trước mình đã giới thiệu cho các bạn về một mẫu tai nghe giá rẻ đến từ Soupit, thật ra cũng không rẻ lắm nhưng mà rất là ngon. Vậy thì mình thấy hãng này cũng khá là có nhiều tai nghe rất là chất, giá rất là rẻ. Và trên tay mình đây là mẫu tai nghe Soupit True Capsule, hay còn có dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tai nghe hình viên con nhộng, cái viên thuốc con nhộng ấy. Với mức giá dưới 800 nghìn. Vậy thì nó ngon đến mức nào thì trong video này chúng sẽ cùng tìm hiểu nhé. Mẫu tai nghe này thì mình mượn tại Cellphone S, thế nên nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua mẫu tai nghe Soupit True Capsule thì vui lòng kích vào đường link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì hãy vào những bài đánh giá chi tiết của mình nhé. Thiết kế thì đúng như là tên gọi, thật sự khá là giống viên nhộng, nhưng mà viên nhộng cỡ này gọi là cỡ đại, khi mà mình vẫn cảm thấy Soupit dường như thích làm những cái thứ mà nó nhét không vừa quần. Nhét cái mẫu tai nghe này vào túi quần thì mình cảm thấy vẫn hơi cấn. Giá như mà Soupit tinh chỉnh lại mẫu tai nghe này để cho nó gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn, có thể đút vừa túi quần hơn, như vậy thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng mà về chất lượng hoàn thiện của vỏ cây Soupit thì mình đánh giá rất là cao, khi mà sử dụng nhựa đó là dùng nhựa nhám, và với ưu điểm của nhựa nhám đó chính là rất ít bám mồ hôi dấu vân tay. Mình là một người ra mồ hôi tay rất nhiều, nhưng mà khi cầm vào sản phẩm này thì cái hiện lên cái dấu mồ vân tay hay mồ hôi trên này cũng rất là ít, nhìn nó vẫn rất là sạch sẽ. Vì là một sản phẩm giá rẻ dưới 800 nghìn, thế nên là chỉ được trang bị cổng micro USB. Cái này cũng tạm chấp nhận được, nếu như chuyển thành cổng USB Type-C thì trở nên là hợp lý hơn. Về phần housing thì mình lại thấy hơi thất vọng một chút, khi mà có một cái thiết kế nó không được ưng mắt mình cho lắm, không biết các bạn thế nào. Tuy nhiên thì cảm giác đeo của mẫu housing này lại khá là hay. Khi mà Soupit giới thiệu mẫu tai nghe này sẽ có một cái thiết kế công thái học, giúp cho các bạn đeo tai nghe trở nên là thoải mái hơn. Và thật sự thì mình cảm thấy cũng khá là đúng, không có hiện tượng bị cấn hay bị mỏi tai quá nhiều. Trọng lượng của housing thì cũng khá nhẹ, chỉ khoảng tầm 5,4g mà thôi. Thiết kế thì mình chưa đánh giá cao, tuy nhiên độ hoàn thiện housing thì mình lại đánh giá cực kỳ cao cho mẫu tai nghe này. Rất khó để có thể bới móc được cái lỗi hoàn thiện trên sản phẩm này. Có một cái điều mà mình cảm thấy khá là ba chấm trong cái thiết kế của mẫu tai nghe này, đó chính là việc để cái vị trí housing nó ngược so với cái tai thuận của mình, khiến cho việc lấy tai nghe ra nó trở nên là hơi khó khăn. Về tính năng thì mẫu tai nghe này vẫn có các chuẩn của một mẫu tai nghe True Wireless hiện nay, Bluetooth 5.0, kháng nước IPX5, sử dụng con chip Bluetooth đến từ Realtek 8763, giúp cho việc kết nối trở nên là thuận tiện hơn và ít bị disconnect hơn. Và sau đây sẽ là một cái bài mình test về độ trễ. Soupit cũng giới thiệu là tai nghe này có một cặp mic rất là tốt, giúp cho việc thu âm và nghe gọi trở nên là rõ ràng hơn. Và sau đây cũng là một test về việc đó. CNN ca ngợi cách chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Hành động sớm, truy vết kỹ càng, tuyên truyền rộng rãi là cách Việt Nam chống COVID-19 thành công theo nhận định của hãng tin Mỹ CNN. Khi mà cả thế giới nhìn châu Á để ví dụ thành công trong công tác đối phó với việc bùng phát COVID-19, nhiều nơi dành dư ví và khen ngợi cho Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Nhưng có một câu chuyện thành công không bị bỏ qua, đó là Việt Nam. Đó là mở đầu bài viết làm thế nào mà Việt Nam duy trì tỷ lệ tử vong do COVID-19 bằng không. Cuối cùng là về phần chất âm. Chất âm của Soupit True Capsule thật sự rất là ấn tượng trong tầm giá đối với cảm nhận của mình. Âm trường thì khá là rộng, các giải thì theo hướng V-shape một tí, giải bass hơi lên cao, giải treble lên cao và giải mid hơi tụt lùi một chút. Bass của mẫu tai nghe thì bị đầm, chắc và sâu. Tuy nhiên thì mình cảm thấy nhịp bass nó vẫn chưa thật sự là chuẩn cho lắm, đều cho lắm. Nó vẫn đôi lúc xử lý vẫn chưa được ổn và gọn gàng. Giải treble thì hướng thiên sáng,
để cân bằng với giải bass, giúp cho việc nếu như chúng ta nghe những cái bài nhạc EDM nó trở nên là sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì giải mid nó lại hơi có xu hướng bị lùi một chút, khiến cho nếu như các bạn nghe những bài pop ballad thông thường, những bài nhạc vàng thì mỗi tai nghe này làm việc sẽ khiến cho các bạn nghe nó hơi đuối và thật sự là chưa hợp lắm với các thể loại nhạc này. Thế nên nếu như mua tai nghe này về thì mình khuyên các bạn nên nghe các loại nhạc sôi động hiện nay, các nhạc trẻ, ví dụ là EDM hay là những bài nhạc sôi động, rock riếc các thứ, thì mẫu tai nghe này làm việc rất là ổn. Vừa rồi là một bài đánh giá của mình về mẫu tai nghe Soundbeat con nhộng này. Về quan điểm cá nhân của mình thì đây là một mẫu tai nghe khá là hay, khá là thú vị, rất là rẻ với mức giá khoảng tầm dưới 800.000, gần 800.000 là các bạn có thể sở hữu một mẫu tai nghe như này rồi. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình tai nghe Soundbeat True Capsule thì hoàn toàn có thể truy cập vào 7S, đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Còn bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số video lần sau. Bye bye!